Đây là phiên bản điện thoại XOR đặc biệt mà Kỳ Lân đã thực hiện việc cá nhân hóa sản phẩm bằng vàng và kim cương cho theo đúng yêu cầu của khách hàng. Từ một phiên bản bằng Titan và đã được Kỳ Lân chế tác cá nhân hóa, tất cả những chi tiết này trở thành vàng nguyên khối, chế tác ra AU750. Và vì lý do, vì yêu cầu từ bản Titan Classic cũng như là bản vàng trơn, khách hàng bảo là dùng hai bị vân tay và hãy làm cho anh thêm một cái full vàng nhưng mà đến kim cương, nhưng mà đừng đánh full hết, đến xen kẽ thôi, để tạo thành điểm nhấn, đồng thời sẽ cầm chống được bấm bàn tay, sẽ không bị dơ, không bị dơ điện thoại nữa. Và anh muốn là có tên của anh ở trên chiếc điện thoại này, nhưng không phải là khắc bình thường mà làm cho anh nổi và đến full kim cương cái tên đi. Thì sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng thì Kỳ Lân đã thực hiện việc cá nhân hóa sản phẩm độc quyền theo yêu cầu, hoàn thiện như bây giờ. Và vì lý do bảo mật thông tin cho khách hàng nên Kỳ Lân chỉ giữ cái tên chữ họ thôi, còn chữ lót và cái tên Kỳ Lân sẽ che đi. Với điểm đặc biệt, vô cùng đặc biệt là chữ nổi này có đến full kim cương. Đồng thời Kỳ Lân cho những đường nét họa tiết phản chiếu trên cái bề mặt lưng. Lưng này là full vàng và Kỳ Lân đánh xước hoặc đánh cước á, cho nó có những cái sọc cước này để nó phản chiếu với cái chữ mà mình đã nổi lên trên như vậy, và kết hợp với kim cương lấp lánh nữa, thì khi chúng ta di chuyển, chúng ta cầm một cái điện thoại, chúng ta sở hữu, chúng ta sử dụng như thế này, thì bên phía ngoài nhìn vào sẽ thấy được sự chiếu đẹp. Thậm chí ở dưới cái chân của cái chữ cũng có điểm chiếu lên ống ánh màu vàng, ống ánh vàng từ vàng nguyên khối chế tác ra. Và đây là mặt trước. Bàn phím là full vàng nguyên khối, không có đính kim cương. Đính kim cương xen kẽ ở thành hai bên hông của chiếc điện thoại nè, hai bên cặp nẹp, mặt trước và bên hông và phía sau luôn, mặt sau luôn. Và tại thời điểm hiện tại thì chiếc điện thoại XOR này là chiếc điện thoại bảo mật hàng đầu, chuyên để phục vụ nghe gọi. Không phải là một chiếc điện thoại chuyên phục vụ nghe gọi không, mà chức năng thứ hai của chiếc điện thoại này là dùng làm món trang sức. Ví dụ như mình đang ngồi làm việc trên phòng họp, hoặc là mình đang ngồi có cà phê bàn công việc, thì đây là món trang sức mình đặt lên bàn, rất là sang, rất là giá trị. Bởi vì đây được chế tác từ vàng nguyên khối và kim cương. Chiếc điện thoại được phát triển bởi cựu giám đốc thiết kế của hãng Vertu, HH Chisen, đứng ra thành lập và tạo nên thương hiệu điện thoại XOR này. Và chiếc điện thoại này chuyên về bảo mật, phục vụ chuyên về nghe gọi, và với sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa điện thoại 888 và điện thoại Vertu, và chắc hẳn rằng ai cũng biết điện thoại 8800 và Vertu. Thì 8800 có tính năng là mình gõ vào bằng hai cái nó sẽ hiện lên. Thì đây là tính năng khi mà mình tắt màn hình xong, điện thoại xong, sau khi tắt khởi động xong. Rồi Kỳ Lân sẽ gõ vào màn hình hai cái, ngay lập tức màn hình hiện lên. Đó là tính năng của 8800. Và về tính năng bảo mật như thế nào, chức năng sử dụng như thế nào thì rất là hay, mà Kỳ Lân đã giới thiệu review trong rất nhiều clip trước. Quý khách có thể lục lại xem lại trên các nền tảng mạng xã hội YouTube, Facebook, TikTok của Kỳ Lân Luxury, hoặc là theo dõi trên website kỳlanluxury.com, hoặc là kết nối qua số hotline cũng như Zalo số 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ giải thích, sẽ tư vấn, sẽ hướng dẫn tất cả chi tiết về sản phẩm này.